Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thế Thịnh, 33 tuổi và Nguyễn Tường Huy, 29 tuổi, cùng ngụ tại huyện Di Linh để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2024, Huy và Thịnh rủ nhau vào các khu vực vườn rẫy vắng người tìm các tài sản là máy móc, vật tư dùng trong nông nghiệp để trộm cắp, bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng. Đến thời điểm bị bắt, cả hai đã gây ra 17 vụ trộm ở 7 xã. Cùng ngày, Công an huyện Di Linh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Như Minh, 29 tuổi, ngụ ở xã Tân Châu để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, trong thời gian từ tháng 4 năm 2024 đến nay, Minh cùng hai đối tượng khác đã tìm đến các nhà dân, các công trình đang xây dựng không có người trông coi để trộm máy móc. Đến thời điểm bị bắt giữ, ba đối tượng đã gây ra 8 vụ trộm các thiết bị máy móc xây dựng để lấy tiền mua ma túy sử dụng. Hiện Công an huyện Di Linh đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án. Được biết, các đối tượng trên đều nghiện ma túy.